À, kính thưa quý vị, à, ngày hôm qua chỉ vì điều kiện khách quan có nghĩa là mất điện, à, cho nên cái thời khóa nó không được trọn vẹn, và theo sự mong mỏi của Thượng tọa Thí Đức là chúng tôi xin tiếp tục lại thời giảng hôm qua. Thời giảng hôm qua có cái tiêu đề là hai cái huấn từ giải thoát của chư Phật. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu cái định nghĩa của cái từ Ovada Pathimokkha. Ovada là cái lời chỉ giáo hoặc là cái huấn từ. Pathimokkha, Pati có nghĩa là hướng về, Mokkha là cái sự giải thoát. Cho nên Ovada Pati Mokkha là cái lời chỉ giáo hướng về giải thoát, hay là huấn từ giải thoát. Xin hỏi gì còn nghe không? Xin hỏi gì có nghe không ạ? Như vậy cái chữ Ovada Pati Mokkha có nghĩa là cái lời chỉ giáo hướng về giải thoát, hoặc là cái lời huấn từ giải thoát. Rồi sở dĩ mà có cái danh từ này, bởi vì thường thường vào trong cái ngày ngày lễ Vô Sa Thá này, Đức Phật ngài đọc lên những cái ngôn mà hướng tới sự giải thoát. Cái từ mà Ubo Sa Thá chúng ta cũng phải cần tìm hiểu. Chữ Ubo Sa Thá thường thường được âm là Bồ Tát, nhưng mà khi mà phân tích từ á thì chúng ta có chữ Ú Bá. Ú Bá có nghĩa là gần gũi hoặc là thân cận. Chữ Ô Sa Phá có nghĩa là thuốc. Ở trên Ú Bô Sa Phá thì khi dịch nó là Bố Tát, có đôi khi dịch là Tay Giới, nhưng cái nghĩa gốc của cái chữ Ú Bô Sa Phá có nghĩa là gần với thuốc trị bệnh, hay là thọ dụng thuốc trị bệnh. Cho nên khi mà chư tăng vào những cái ngày này làm lễ của Bồ Sa Phá này thì hàng cư sĩ cũng nương theo để mà dùng thuốc trị bệnh hay là uống loại thuốc trị bệnh đó. Thì thông thường đó là những cái bài sám hối mà chúng ta có tại Việt Nam đó là những bài được các ngài chế ra để mà tụng, chứ thật sự thì không có trong ai chánh kinh. Mà khi mà những người Phật tử chúng ta mà tụng những cái bài như là cúi đầu là trước Bồ Đề chẳng hạn, thì nó không phải là những cái bài học thuộc lòng. Mà thường thường những ngày vào những ngày đó, ngay cả chư tăng với nhau vào trong cái ngày lễ Ubo Sa Thá đó, cái ngày hồi tưởng lại những cái giới học mà mình đã vi phạm ở trong nửa tháng qua. Ngoại trừ những cái giới mà nghiêm trọng không thể sám hối, thì những cái giới còn lại thì đã được sám hối để cho giới được trong sạch lại. Cái chữ sám hối đây nó giống như đối với chữ tỳ khưu, nó là một cái lỗi được gọi là ưng phát lộ, là tỏ ra bằng lời, nói ra bằng lời. Như chữ sám này có nghĩa là nói lên, hối là cái sự chừa cãi, nói lên những cái điều mà mình đã vi phạm để rồi mình có ý dứt bỏ. Cho nên người Phật tử chúng ta cũng vậy, cũng nương theo cái nghi thức tốt đẹp này của chư tăng ở tề tụ lại với nhau để hồi tưởng lại. Trong nửa tháng qua mình đã có vi phạm những cái điều mà được gọi là thập ác nghiệp, như là sát sinh, đi của không cho, tà hạnh trong dục lạc, nói dối, uống các chất sai,
Rồi nói hai lưỡi. Nói chia rẽ, nói vô ích, nói độc, nó ác, hoặc là ý có tham ác, sân ác hay là kiến ác. Hồi tưởng lại để rồi tác ý chừa bỏ. Cho nên cái hình thức mà sám hối ở đây không có nghĩa là mình nói lên rồi sẽ tiêu mất đi những cái việc làm đã qua, tức là như một hình thức tha lỗi, tha tội, không có nghiệp quả giống như những cái tôn giáo khác. Mà nói lên đây để mình nhớ lại cái điều đó, để rồi mình từ bỏ nó, không thực hiện nữa. Nhưng mà cũng không nên gìn giữ lấy. Bởi vì khi mà một cái người mà Phật tử của chúng ta đó, mà khi mà sám hối á, mà đọc như mà đọc vẹt á, thì cũng không có mang tác dụng gì hết. Mà làm tưởng rằng á, là ta đã sám hối xong. Không phải. Cái hình thức mà sám hối của người Phật tử đó là phải hồi tưởng lại những cái gì mà mình đã vi phạm ở trong nửa tháng qua. Rồi tác ý là chừa cãi, chứ không phải chỉ đọc tụng những cái bài kinh theo tính chất như con vẹt, nó không có mang tới tác dụng. Rồi lầm tưởng là người ta đã sám hối xong, những tội lỗi mình đã làm xong dứt bỏ hết, nó sạch nè, lại là một cái tà kiến thứ hai. Nó thật ra thì những cái gì mình đã tạo nó mang là một cái nghiệp quả, thì nó sẽ cho kết quả trong tương lai hoặc ngay trong kiếp hiện tại này, khi nó có đủ nhân duyên. Nó không thể chỉ như bài sám hối, như là sám hối đó mà nó hết đi. Nó có thể làm cho một cái tâm thiện mình sinh khởi lên khi mà mình hồi tưởng lại và mình biết rõ nó, mình biết rõ những cái lỗi mình đã vi phạm đó, thì đó là một cái loại tâm thiện. Và chính cái loại tâm thiện này nó làm cản trở hoặc nó làm chậm cái sự cho quả của những cái ác nghiệp kia mà thôi, chứ hoàn toàn nó không phải là một hình thức mà xóa bỏ tội lỗi giống như những cái tôn chỉ khác của những tôn giáo khác. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như mình hiểu rằng á là mình bị vướng mắc hoài những cái đó nó còn lại, thì cũng là một cái sai lầm thứ hai. Nó thật ra khi mà chúng ta nói lên như vậy, cái giới trở nên trong sạch nhưng mà cái nghiệp vẫn còn. Phải lưu ý điều này, tức là cái giới sát sinh, giới trộm cắp, giới lấy của không cho, giới tà hạnh trong dục lạc, thì cái giới đó nó được trong sạch lại, nhưng mà cái nghiệp quả nó nghiệp đó vẫn còn, cái giới trong sạch những nghiệp vẫn còn. Giữa hai danh từ giới và nghiệp chúng ta cần phải nắm bắt vào nhận định cho rõ ràng, và cũng không cần lưu ý tới. Sau khi nói lên những lời từ bỏ rồi thì hãy quên đi, chứ không khéo thì chúng ta khi vướng mắc cái tư tưởng đó, mãi vướng mắc là tư tưởng đó, một khi mà lúc mà sắp sửa mệnh chung mà cái tư tưởng nó quay trở lại thì rất dễ dàng rớt xuống khổ cảnh. Như trường hợp bà Malika chẳng hạn, khi mà bà lỡ nói dối với đức vua Ba Tư Nặc, bà lại ân hận day dứt, nói ồ ta là một cái người Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn, tại sao ta lại nói dối với vua Ba Tư Nặc. Mà cứ ra rứt mãi một cái tư tưởng đó, mặc dù trong suốt cái cuộc đời của bà thường thì nằm ở đâu, ngồi ở đâu, đứng ở đâu, bà cũng luôn luôn nghĩ rằng ngày mai ta sẽ cúng dường đến Đức Phật và chư tăng những cái món vật thực như như thế này, như thế này. Nếu mà khi mà gần chết á, cái một cái tư tưởng rai rứt về sự nói dối của mình đối với Đức vua Ba Tư Nặc nó quay trở lại, và phải rớt xuống hồ cảnh là địa ngục 7 ngày, sau đó mới tái sinh về ở cõi
đột xuất. Cho nên phải cần phải sau khi nói lên xong á, tắt ý từ giờ cãi xong hãy quên đi những tội lỗi đó. Nhớ lại chẳng có ích lợi gì cả. Dính mắt vào nó chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng mà có một những quan điểm đó là hãy mình mà sám hối nhiều vậy mình có phước. Hãy nhớ những tội lỗi nhiều vậy mình có phước. Quan niệm này nó đã sai lầm. Nói cách khác nó là một cái quan điểm tà kiến. Rồi một số Phật tử cứ đi đến đảnh lễ Kim Thân Phật. Sau khi đảnh lễ ân đức Phật Pháp Tăng xong mới bày tỏ sự sám hối. Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng vậy. Nhưng mà người này quên rằng cái lời dạy của Đức Phật á, chánh giác của chúng ta đó, khi mà Ngài tuyên bố ô đá hoặc bạch tí móc khá đó, tức là cái là chỉ giáo hướng về giải thoát đó. Trong một ngày nó có năng lực kéo dài nửa tháng. Cái người Phật tử chúng ta cứ tới mà ngày nào cũng tới mà đảnh lễ thì xin sám hối đó. Và nhớ lại những cái tội lỗi mình đã làm. Nó không phải là một điều tốt. Mà đôi khi nó làm cho cái tâm tư bị đè nặng. Nó làm cho cái tư tưởng chúng ta nó hướng về cái tội lỗi nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể cho một cái ví dụ. Họ giống như có một người con phạm lỗi. Là người con này phạm lỗi về thưa với cha mẹ rằng, thưa cha mẹ, con đã vi phạm một cái lỗi lầm, con xin cha mẹ tha lỗi cho con. Người cha và người mẹ đó hân hoan nói là thôi tha lỗi cho con, đừng có làm vậy nữa. Người con hân hoan nó ngẫm nghĩ rằng cha mẹ mình rất là hài lòng khi mà mình xin lỗi. Để làm vui lòng với cha mẹ, người con người mới nghĩ rằng để làm vui lòng với cha mẹ, cái ngày thứ hai cũng về cũng xin thưa cha mẹ rằng, thưa cha mẹ, con đã lỡ vi phạm một cái lỗi, xin cha mẹ hãy tha lỗi cho con. Thì ngày thứ hai chắc chắn cha mẹ cũng bình thường, đó là thôi tha lỗi cho đó. Rồi ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, thì tới ngày thứ năm thì có khả năng người cha người mẹ đó khó chịu. Nó là tại sao mà cứ gặp đó là cái xin lỗi, gặp cái xin lỗi, không có chuyện gì khác nữa. Và trường hợp này như vậy, nếu mà trong cuộc đời thì có thể đứa bé này nó sẽ bị đòn chứ không phải phòng. Nhưng mà nếu mà trường hợp thứ hai cho chúng ta thấy là một cái đứa bé sau khi nó biết cái lỗi lầm nó, ngày thứ nhất tới nó xin với cha mẹ nó tha lỗi, cha mẹ nó cho tha lỗi rồi. Nhưng mà ngày thứ hai nó về nó khoe với cha mẹ là, thưa cha mẹ, hôm nay con ở trong trường con làm được một việc tốt như vậy, cô khen thưởng. Thì cha mẹ nó hân hoan thêm nữa. Rồi ngày thứ ba nó về nó cũng nói là hôm nay trong ấy nó đã làm được một việc tốt là giúp đỡ với người bạn nó băng qua đường, hoặc là cho người bạn cùng học đó một cây thước, một cây viết, một cuốn tập. Nó tạo những thiện nghiệp đó thì dĩ nhiên là cha mẹ nó lại càng cũng hoàng hân hoan hơn. Nó như thế nào cũng vậy, khi mà mình đã sám hối một lần mà rất là cái năng lực của lời chỉ giáo hướng tới giải thoát của Đức Thế Tôn ngày ban ra nó có cái uy lực khoảng nửa tháng. Thì trong nửa tháng đó một lần mình chúng ta sám hối những tội lỗi chúng ta, nhưng mà chúng ta nghĩ tới những cái việc lành chúng ta đã tạo được, nó cũng là tốt hơn là nghĩ tới những cái tội lỗi. Bởi vì khi mà nghĩ tới tội lỗi á thì người đó sẽ bị đè nặng tư tưởng. Hình như trường hợp mà vào thời Đức Phật cũng có một cái chủ thuyết của Nikandhanatapputta. Chủ thuyết của Nikandhanatapputta nói rằng với người nào mà sát sinh, với người nào mà trộm cắp, với người nào tà hạnh trong dục lạc, với người nào nói dối tối đa thì người đó sẽ phải rớt xuống
địa ngục hoặc là đọa xí. Nhìn hình dung những cái lời giải này có lẽ tương đồng với Phật giáo, nó cũng không khác gì Phật giáo, nhưng thật sự rất khác xa, rất khác xa. Bởi vì giáo chủ Niên Thánh Natabutta nói rằng á, phàm cái người nào mà sống tối đa với sát sinh, nếu cũng không cho tạng trong dục lạc và nói dối, thì sẽ rớt xuống địa ngục hoặc là đọa xí. Thì Đức Phật ngày mới hỏi ông phong trưởng Asibanthaka Buddha, như thế nào gọi là tối đa? Và nếu như đúng theo cái chủ thuyết này thì sẽ không có chúng sanh nào rớt xuống địa ngục hay là đọa xí cả. Bởi vì trong một ngày, cái thời gian mà sát sinh và thời gian không sát sinh, thì thời gian không sát sinh nhiều hơn là sát sinh. Trong một ngày, cái thời gian mà lý của không cho nó ít hơn là thời gian, xin lỗi, thời gian không lấy của không cho nhiều hơn là thời gian lấy của không cho. Cái thời gian mà tà hạnh trong dục lạc nó ít hơn cái thời gian mà không tà hạnh trong dục lạc. Cái thời gian mà nói dối nó ít hơn là thời gian mà không nói dối. Mà khi mà dùng cái từ tối đa, là cái người nào mà tối đa sát sinh, tối đa lấy của không cho, tối đa tạm trong dục lạc, tối đa nói dối đó xuống địa ngục hay khổ cảnh, thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu như vậy sẽ không có cái địa ngục hay khổ cảnh. Vì đây là một cái quan điểm sai lầm. Rồi Đức Phật ngài chỉ ra một điểm sai lầm khác của Niết Anh Thánh Natabutta, là với giáo thuyết đó đó, với giáo thuyết đó đó, những người mà sát sinh, trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc, nói dối, người này rớt xuống địa ngục và hành đọa xứ. Thì Đức Thế Tôn ngài chỉ rằng với một cái người mang tư tưởng như vậy đó, thì tâm tư bị đè nặng, bởi vì nó nghĩ rằng nó luôn luôn nó sẽ phải rớt xuống bốn khổ cảnh đó. Và chính cái tư tưởng này, sau khi mà thân ngoại mình chung, nó sẽ bị rớt xuống, nó quay trở lại thì người này sẽ bị rớt xuống khổ cảnh. Trên giáo thuyết của Đức Thế Tôn á, ngài dạy rằng á, một khi cái nghiệp mà sát sinh trộm cắp, nhớ, nghiệp mà sát sinh trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc hay là nói dối á, nó trả quả vào trong lúc sắp sửa mệnh chung, tức là nó hướng tới vào trong lúc mệnh chung, thì cái khả năng người này mới rớt xuống khổ cảnh. Chúng ta phải lưu ý gì nữa đó, cho nên người Phật tử chúng ta ngày kia mà sám hối xong đừng có nghĩ tới nữa, nói lên những cái gì mình đã hồi tưởng, là những cái gì mà mình đã vi phạm rồi, hãy quên đi mà hướng tâm về cái điều thiện, nghĩ tới được cái điều thiện. Nếu nó không thôi, nó ta lỡ sát sinh rồi, ta phải rớt xuống khổ cảnh, ta đã lỡ lấy của không cho rồi, ta phải rớt xuống khổ cảnh, ta đã lỡ nói dối rồi, ta phải rớt xuống khổ cảnh. Chính cái tư tưởng này nó làm cho cái tâm lý rất là nặng nề, và trong khi mà sắp sửa mệnh chung nó quay ngược trở lại thì có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Nó trái lại mình hướng về cái điều thiện thì có khả năng được tái sinh về thiên giới, tức là nhàn cảnh. Một khi mà cái quả nó tới đó thì nó có khả năng nó cho cái quả xấu, nhưng mà khi mà cái ác nghiệp này nó tới vào trong lúc sắp sửa mệnh chung mới có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Đây là giáo thuyết của Đức Phật của chúng ta, ngài chỉ rất rành ở chỗ này. Chính trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt thì Đức Thế Tôn ngài có dạy trưởng giả Tô Đại Giá này, Tô Đại Giá với những sa môn bà tha la môn có thắng trí, những vị ấy thấy là những cái người sát sinh, lấy của không cho, tạm trong dục lạc, nói dối, sau khi thân ngoại mệnh chung rớt xuống khổ cảnh, những vị đó tuyên bố rằng với ai
sát sinh lấy của không cha tạm trong dục lạc nói dối. Sau khi thân ngoại mình chung rớt xuống khổ cảnh, Như Lai chấp nhận. Với những sa môn Bà La Môn có thắng trí, thấy rằng những ai bố thí trì giới tu tập thiền phục vụ cung kính vân vân, sau khi thân ngoại mình chung rồi tái sinh về nhàn cảnh, và vì đó tuyên bố rằng với những người bảo những thiện nghiệp sau khi thân ngoại mình chung được tái sinh về nhàn cảnh, Như Lai chấp nhận. Nhưng này chư tỳ kheo, với những sa môn Bà La Môn có thắng trí như vậy, tuyên bố rằng với những ai sát sinh đích của không cho tạm trong dục lạc không nói dối, sau khi thân ngoại mình chung chắc chắn rớt xuống bốn khổ cảnh hay là địa ngục đọa xứ, Như Lai bác bỏ. Nhưng là cái sự này không phải là chắc chắn được, nó còn có những nhân duyên khác không hội tụ. Hoặc là những sa môn Bà La Môn có thắng trí tuyên bố rằng với những ai thực hành những thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, đúng không? Sau khi thân ngoại mình chung chắc chắn sẽ tái sinh về thiên giới, Như Lai bác bỏ. Và Đức Phật Ngài dạy rằng này tôi đi giá, ngay trong những cái phút lâm chung đó, với người mà có sát sinh, có trộm cắp, có tà hạnh trong dục lạc hay có nói dối, nhưng mà trong lúc mà sắp sửa lâm chung đó, có một cái tư tưởng chánh kiến khởi lên, một cái tư tưởng hiện khởi lên, thì chúng sanh này có khả năng tái sinh về thiên giới hay là nhàn cảnh. Với một cái người mà tạo những thiện nghiệp như là bố thí, như là trì giới, như là cung kính, như là phục vụ, khi mà sắp sửa thân ngoại mình chung là một cái tư tưởng tà kiến ở quá khứ, hoặc là một cái việc làm ác xấu trong quá khứ nó quay ngược trở lại vào trong giây phút đó, thì người này có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Ở cho nên cái sự mà đến và đi hay nhân duyên của cái nghiệp nó rất là đặc biệt và không thể bàn cho hết được. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải hồi tưởng xong cái tâm tư mình, biết rõ nó tại sao vậy. Bởi vì khi mà tâm tư mình biết rõ những cái tội lỗi đã vi phạm, mà biết rõ những tội lỗi vi phạm đó, tâm đó là tâm thiện, và chính mãnh lực cái tâm thiện này nó có khả năng nó cản bớt cái sức mạnh của những cái nghiệp xấu, nó có chậm cho quả, hoặc là nó sẽ không đến ở trong những giây phút lâm chung. Đó là cái ý nghĩa đó. Bây giờ chúng ta trả lời cái vấn đề là có hai cái huống từ giải thoát. Một cái huống từ giải thoát thứ nhất là của tất cả chư Phật, cho dù rằng đó là chư Phật nào có thọ mạng dài hay có thọ mạng ngắn. Có thọ mạng dài giống như là Đức Phật Vipassi, trong thời mà Đức Phật Vipassi thì chúng sanh có tuổi thọ là 100.000 tuổi. Có thọ mạng ngắn như là Đức Phật Gotama chúng ta, bởi vì trong thời đó, trong thời này chúng sanh chỉ có tuổi thọ là 100 tuổi. Cho dù rằng chư Phật chánh giác ở trong quá khứ, trong hiện tại hoặc trong tương lai, thì cái lời chỉ giáo hướng về giải thoát này của chư Phật chánh năng giác chỉ có một, chỉ có một. Đây là loại thứ nhất, tức là theo bản sứ giải kinh Pháp Cú, thì có lần Đức Ananda ngồi suy tư, khởi lên một tư tưởng rằng không biết rằng trong ngày Ubo Sa Phá chư Phật chánh giác trong quá khứ sẽ thực hiện những cái việc làm như thế nào, và trong hiện tại hay tương lai việc làm của chư Phật như thế nào. Và Đức Ananda đã bạch hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Này Ananda, trong ngày Ubo Sa Phá thì chư Phật chánh giác thường đụng lên
lời chỉ giáo tóm tắt bằng ba kệ ngôn. Trong bản Kinh Pháp Cú thì có ba câu kệ ngôn 1, 2, 3, nhưng ba câu kệ ngôn này so với bản Kinh Đại Bổn của Trường Bộ thì có sai biệt nhau chút ít. Tức là trong bản Chánh Kinh Trường Bộ, bài Kinh Đại Bổn, thì Đức Thế Tôn Ngài giảng rằng vào thời Đức Phật Vipassi, tuổi thọ chúng sanh là 100.000 tuổi, thì vào cái ngày lễ Vô Sa Phá, tức là lễ Vô Tát đó, sau khi chư Tăng tề tụ tại thành Banh Thú Mát Ti, thì bây giờ Đức Thế Tôn Vipassi tụng đọc giới bổn, hay là tụng đọc lời giải thoát như sau là: Khanti paramang tappo titikha nibbanang paramang vadanti buddha nahi bapacitto paro pakhati na samano hoti parang vihat thayanto. Và được Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng: chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hành tối thượng, niết bàn là tối thượng, xuất gia không hại người, sa môn không giết xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Rồi tiếp theo câu kệ thứ hai là: sapapabassa akaranang kusalassa upasambada sacitta bariyo padang ê tăng bút tha nát sa sa năng. Và thông minh giao dịch là: không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính là lời Phật dạy. Và câu kệ thứ ba là: anu ba wa do anu ba khato ba ti mok khe cha sang wa ro mắt ta mắt tan nhu ta cha phát tác nhìn bát tần chát sa giá nhà sa năng á thí chích tuê chát a du gô ê tăng bút tha na sa sa năng. Và Hòa Thượng Minh Châu dịch là: không phỉ bán, phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính là lời Phật dạy. Theo bản Kinh Đại Bổn của Trường Bộ thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật Ngài nói rằng chư Phật quá khứ nêu lên cái pháp nhẫn nại trước tiên, tức là Khanti paramang tappo titikha, nhẫn nại là khổ hạnh tối thượng. Rồi tiếp theo câu kệ thứ hai mới là sapapabassa akaranang, tức là không làm các điều ác. Và cuối cùng là câu kệ thứ ba. Nhưng mà ở trong bản Kinh Xá Giải Pháp Cú thì có khác chi tiết chút xíu, tức là bản Kinh Xá Giải này nêu rằng cái câu kệ mà sắp ba bát xá cái đó năng được nêu lên trước tiên, tức là không làm điều ác được nêu lên trước tiên, hay câu kệ giữa mới là nhẫn nại là có anh tối thượng, câu kệ thứ ba là giống nhau. Đây là những cái chi tiết khác biệt mà chúng ta cần lưu ý, không phải là đơn giản đâu, không phải đơn giản. Giữa bản Sứ Giải và cái bản Chánh Kinh thì chúng ta nên tin tưởng Chánh Kinh nhiều hơn, bởi vì cái tư tưởng của Đức Phật hay cái trí của Đức Phật không bao giờ nhầm lẫn, không bao giờ Ngài điều trước nói về ra sao mà điều sau nói ra trước, Ngài nói rất là mạch lạc. Thật ra trong kệ ngôn mà của đại bản đó, Kinh Đại Bổn đó, của Trường Bộ đó, khi nêu lên pháp nhẫn nại trước tiên, bởi vì pháp nhẫn nại là một pháp tối thắng nhất, có nhẫn nại được thì mới tránh xa một điều ác được, không làm cái điều ác nó thì cũng gặp những cái điều ác nó sẽ đến, mà biết nhẫn nại thì mới tránh xa được nó. Cho nên có một cái trình tự rất là rõ ràng, rất là minh bạch.
Tuy nhiên đây cũng là một chi tiết nhỏ không có phải chúng ta đáng quan tâm lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu biết nắm bắt nhỉ, là Đức Thế Tôn không bao giờ cái trí tuệ của Ngài bị sao lãng như chúng ta. Trước hay sau đều là một, dù cho thời đầu tiên Ngài giảng bài pháp đó như thế nào và vào cái thời 80 tuổi Ngài giảng lại cái thời pháp đó thì cũng như một chứ không hề sai cả, mà sai cả. Đây là cái trí tuệ đặc biệt của Đức Thế Tôn như vậy. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà tuy rằng bây giờ thì chúng ta cái nhìn đó chúng ta sẽ xem đó chi tiết nhỏ đi, và chúng ta nắm được cái đại ý như vậy là tốt. Và một cái điều sai biệt thứ hai nữa, ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú và trong bản Đại Bổn, trong bản Đại Bổn thì Đức Phật ngài dạy rằng với những cái chư Phật mà có tuổi thọ dài thì ngài không có ban học giới cho chư tỳ kheo, tức là không có chế định học giới cho chư tỳ kheo, và tự thân ngài sẽ tụng lên cái Ô Oà Đá Bạt Tín Mộc Khá này, tức là lời giáo giới hướng tới giải thoát này trọn suốt cuộc đời mình. Như trường hợp mà Đức Phật Quý Bách Si, ngài không có ban học giới cho chư tỳ kheo, hay là Đức Phật Vesa-phu, Đức Phật Xí Khi không ban học giới cho chư tỳ kheo, tức là không chính học giới cho chư tỳ kheo, thì những chư Phật quá khứ này luôn luôn tự mình tụng giới bổn hay là tự mình tụng Ô Oà Đá Bạt Tín Mộc Khá suốt cả cuộc đời. Và trong thời Đức Phật Vipassi thì 6 năm mới thực hiện lễ Bồ Tát một lần. Nó khác với trong bản sứ giải kinh Pháp Cú. Sứ giải kinh Pháp Cú số 183, 184, 185 thì ghi nhận rằng là vào thời Đức Phật Quý Bách Si thì 7 năm mới thành đại Bồ Tát một lần. Đây là một chi tiết khác biệt thứ hai nữa. Ở trong chánh tạng, tức là bài kinh Đại Bổn của Trường Bộ thì là 6 năm mới thực hiện lễ Bồ Tát một lần, và chính chư thiên là người có nhiệm vụ đi thông báo. Ở sau một năm đã mãn thì chư thiên sẽ đi thông báo cho các tự viện. Vào thời Đức Phật Quý Bách Si thì có tất cả là 84.000 tự viện, và mỗi tự viện như vậy nó có độ khoảng từ 10 đến 20.000 vị tỳ kheo trú ẩn. Nhưng mà điều đặc biệt đó là các ngài không hề vi phạm vào cái học giới, cho nên Đức Thế Tôn ngài không có cái cớ để ban hành. Và chư thiên đi thông báo tất cả các tự viện rằng: thưa chư hiền, một năm đã trôi qua, còn 5 năm nữa thì sẽ đến ngày hành lễ Ubosatha. Rất tương tự vậy, sau 6 năm trôi qua thì chư thiên đi thông báo các nơi: này chư hiền, nay 6 năm đã trôi qua, hãy đến thành Banh Thú Mát Ti để hành lễ Ubosatha. Thì bây giờ những chư tỳ kheo nghe chư thiên được thông báo như vậy, những vị tỳ kheo nào có thần lực sẽ đi tới kinh thành Banh Thú Mát Ti, nơi Đức Phật đang trú ngụ. Còn vị nào mà không có thần lực thì những vị đó sau khi thu xếp lại chỗ trú xứ mình một cách ngăn nắp sạch sẽ, vị đó đắp y chỉnh tề, cầm lấy bát và nguyện rằng: xin cho tôi tới ở kinh thành Banh Thú Mát Ti để thực hành lễ Ubosatha. Thì lập tức vị đó biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay tại kinh thành Banh Thú Mát Ti ở dưới chân của Đức Phật Vipassi. Đây là do thần lực của thiên nhân đưa tới. Đó là theo bản kinh Trường Bộ. Và tự thân của Đức Phật Vipassi sẽ tụng lên giới bộ, và Đức Phật Vipassi sẽ tụng suốt cuộc đời của ngài cho đến khi ngài viên tịch. Tương tự như vậy thì đối với Đức Phật Vesa-phu và Đức Phật Sī-khi, và
hai vị này thì theo bản sách giải kinh Pháp Cú thì 6 năm mới hành lễ Ubo Sa Thải một lần. Còn Đức Phật Cách Cú Sanh Thá, Đức Phật Kunagamana thì 1 năm mới hành lễ Bồ Tát một lần. Đức Phật Kassapa 6 tháng mới hành lễ Bồ Tát một lần. Và Đức Phật của chúng ta vì tuổi thọ rất ngắn cho nên 15 ngày phải hành Bồ Tát một lần. Nhưng mà đối với chúng ta trình bày vậy, đối với chư Phật mà có thọ mạng lâu dài đó, ngài không hề chế định học giới cho chư tỳ kheo. Vì sao Đức Thế Tôn ngài không chế định học giới cho chư tỳ kheo? Bởi vì đối với những vị Phật mà có thọ mạng lâu dài, có nghĩa rằng cái thời đó đó chúng sanh có hữu phước, cho nên chư tỳ kheo ít có vi phạm. Như vào thời Đức Phật Vipassi chẳng hạn, chúng sanh có tuổi thọ 100.000 tuổi thì chỉ có 6 cái loại bệnh thôi, tức là nóng quá, lạnh quá, no quá, đói quá. Và quý vị còn nghe không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe không ạ? No quá, đói quá, lạnh quá, nóng quá, hay là tiêu tiểu, chỉ có 6 loại bệnh đó thôi. Và bây giờ chư tỳ kheo có một khuynh hướng rất là đặc biệt, sau khi xuất gia trong giáo pháp này rồi, dù ở đâu cũng vậy, cái ngài cũng có một khuynh hướng là lánh xa những người dị tính, nói cách khác là lánh xa những kẻ ác hoặc những kẻ lười nhác. Trong thời gian đó, những kẻ mà được gọi là ác đó là những kẻ lười hành pháp, tức là biếng nhác trong sự hành pháp, không có vi phạm vào trong cái 5 cái giới đâu, mà chỉ là không có chịu thực hành pháp thì các ngài xem như đó là kẻ ác, để ngài xa lắm. Và phần lớn các ngài ở nơi thanh vắng là một, thứ hai là hành thực hành những cái pháp gọi là thú tăng gá, tức là đầu đà. Tâm tư cái ngày luôn luôn hướng về sự giải thoát, nó là tâm cầu sự giải thoát, cho nên không có một cái cớ để mà Đức Chánh Đẳng Giác trên học giới cho chư tỳ kheo. Bởi vì theo thông lệ của chư Phật toàn giác thì bao giờ có vị tỳ kheo nào vi phạm học vào cái điều ô nhiễm, điều xấu xa thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới chế định học giới cho chư tỳ kheo. Nó tựa như giống vị lương y vậy, khi nào bệnh hiển lộ ra vị lương y mới bốc thuốc để mà hốt thuốc để trị bệnh, chứ bệnh mà chưa hiển lộ ra, chưa có xuất hiện ra thì không thể nào mà hốt những thang thuốc để mà trị bệnh. Cũng vậy, với những cái vị tỳ kheo mà vi phạm giới thì Đức Thế Tôn ngài mới chế định học giới cho chư tỳ kheo. Đây là một cái quy luật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thế thì ta hỏi rằng đối với những cái bệnh tiềm ẩn, tức là chưa hiển lộ ra nhưng mà nó sẽ hiển lộ ra thì như thế nào? Thì cũng tựa giống như vị lương y vậy, biết cái bệnh này nó có chớm nhưng mà nó chưa có hiển lộ ra, dĩ nhiên vị lương y sẽ không thể hốt thuốc được rồi, nhưng mà vị lương y đó sẽ có lời dạy hoặc có lời khuyên, phải nên kiêng cử như thế này, phải nên tránh những món vật thực như thế này, phải nên hoạt động như thế này, nghĩa là đại khái là tập thể dục thể thao vân vân, thì cái bệnh đó nó sẽ không có cơ hội phát tác. Như thế nào cũng vậy, đối với những chứng bệnh mà tiềm ẩn, tức là những ô nhiễm mà tiềm ẩn trong tâm mà nó chưa hiển lộ ra ngoài thân hay ngữ, thì chính Đức Thế Tôn ngài giảng những cái pháp để mà diệt trừ đi những cái ô nhiễm đó. Chính đó cho nên giữa luật và pháp luôn luôn có một cái sự tương ứng với nhau, cho nên chính đây là cái lời dạy Đức Phật ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn.
Vào những ngày gần cuối trước khi biên tịch Đức Thế Tôn ngài phản dạy anh Đức Ananda rằng: Này Ananda, sau này có những vị tỳ khưu nào đó hoặc những vị trưởng lão nào đó nói rằng tự thân nghe Đức Thế Tôn hay là cùng nhóm tỳ khưu nghe những lời dạy Đức Thế Tôn thì chớ dội bỏ cũng chớ dội tin, mà phải kiểm chứng cái lời dạy này trong luật có hay không. Nếu luật có, pháp không có. Nếu không pháp có mà luật không có thì lời dạy này không phải, chắc chắn không phải lời dạy của Đấng Như Lai. Cái lời này nếu trong luật có tương ứng với pháp, trong pháp có tương ứng với luật thì đó là cái điều, đó là lời dạy của Đấng Như Lai. Tức là luật và pháp này có một sự tương ứng với nhau. Và chính trong cái học giới của Đức Thế Tôn, chính Đức Thế Tôn ngài cũng phán dạy trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, bài kinh bản đọc tụng này, chứ thì khưu bản đọc tụng này mỗi nửa tháng phải đọc tụng một lần. Bản đọc tụng này gồm 150 học giới. 150 học giới này được nhiếp vào trong ba pháp tăng thượng, đó là tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Với một vị tỳ khưu được đầy đủ giới, đạt được một phần định và đạt được một phần tuệ thì vị tỳ khưu đó sẽ chứng được dự lưu hay nhất lai. Với vị tỳ khưu được đầy đủ giới, được đầy đủ định và một phần tuệ, vị tỳ khưu đó chứng đạt được bậc A-na-hàm. Với vị tỳ khưu đầy đủ giới, đầy đủ định và đầy đủ tuệ thì vị tỳ khưu ấy chứng quả A-la-hán, vô sinh bất tử. Cho nên trong giới này có ba hòm, mà cũng bao gồm ba học giới là làm tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Cho nên khi trả lời rằng câu hỏi rằng đối với những vị Phật quá khứ có tuổi thọ dài vì sao không chế định học giới cho chư tỳ khưu, xin trả lời: Bởi vì các ngài không vi phạm. Vì không vi phạm cho nên quy luật của Đức Chánh Đẳng Giác không chế định học giới. Bao giờ có vi phạm mới chế định học giới. Và chính những vị chư Phật Chánh Đẳng Giác có tuổi thọ ngắn thì bây giờ những ô nhiễm phát sinh lên, và khi đó các ngài mới chế định học giới. Như Đức Phật Căn Cú Sanh Thá, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa, thậm chí đến Đức Phật của chúng ta. Thì từ khi mà theo bản sẽ giải của Kinh Pháp Cú giải thích rằng là từ khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta hay là Đức Chánh Đẳng Giác chế định được học thì ngài sẽ không tụng giới bổn nữa. Khi ngài thấy rằng nếu hội chúng không được trong sạch, và ngài sẽ giao lại cho chư đệ tử thực hiện cái điều tụng giới bổn này. Xin thưa, tụng giới bổn chứ không phải tụng ô qua đá ba tiếng móc khác. Tức là những học giới nào được Đức Thế Tôn ngài đã chế định cho chư tỳ khưu thì chư tỳ khưu phải tụng lại những cái học giới đó. Như hiện nay chư tỳ khưu phải tụng lại 227 học giới, tức là từ giới bốn giới Parachika cho đến bảy cái điều mà hòa giải tranh sự, chứ không phải tụng ô qua đá ba tỳ mốc khá như chư Phật kia, chư Phật Chánh Giác nữa. Đây là cái loại quấn từ thứ hai, mà loại quấn từ này cũng xuất phát từ Đức Phật, bởi vì ngài chế định học giới xong mới có. Và trong bản sứ giải thì giải thích rằng từ khi mà có học giới thì chư Phật quá khứ sẽ không tụng nữa, mà giao lại cho chư tỳ khưu đệ tử. Và cái thời gian mà chết học giới xong thì thời gian đó độ khoảng giờ sơ giác thời, tức là kể từ khi giác ngộ cho đến 1/3 cái giáo pháp của ngài, được gọi là Bát Thá Má Bồ Thí, tức là sơ
sơ thời giải thoát hay là sơ thời giác ngộ. Nếu tính vậy thì rõ ràng là độ khoảng 15 năm từ khi mà Đức Bồ Tát chứng quả vô thượng chánh đẳng giác ở dưới cội Bồ Đề. Khoảng 15 năm sau thì từ đó trở đi, chư Tỳ khưu sẽ tự tụng lấy giới bộ mà Đức Thế Tôn ngài sẽ không còn tụng nữa. Tức là Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ tụng Ô Qua Đá ba tiếng một cá trong khoảng 15 năm đầu. Bản sử giải của Miến Điện thì nói là tăng thêm 20 năm. Tuy nhiên, nếu như ta cứu lại ở trong kinh Tăng Chi, bài kinh Pháp Tám Chi vào cái ngày trai giới, thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang trú ngụ tại chùa Đông Phương của bà Visakha cúng dường. Thì bây giờ đêm đó cũng là cái đêm hành lễ của Bồ Sát Phá. Thì Đức Thế Tôn ngài im lặng từ đầu hôm cho đến gần cuối hôm. Thế mà đêm gần sáng rồi, Đức Thế Ananda mới trình bày Đức Bạch Đức Thế Tôn, đêm đã gần tàn, xin Đức Tôn hãy tụng giới bổn. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Ananda, hội chúng không trong sạch. Nghe Đức Thế Tôn ngài trả lời Đức Ananda vậy, thì Đức Mục Kiền Liên đưa tâm quán xét hội chúng. Ngài đi ra từng vị tỳ khưu một, và ngài thấy rằng có một vị tỳ khưu không trong sạch trong hội chúng. Cho nên Đức Mục Kiền Liên đi tới nói với vị tỳ khưu này: này hiền giả, Đức Như Lai đã thấy hiền giả, vậy hiền giả hãy ra khỏi hội chúng này đi. Nhưng mà cái vị tỳ khưu đó vẫn ngoan cố ở lại. Lập tức Đức Mục Kiền Liên đưa tay nắm lấy vị này, dùng thần lực đưa ra khỏi hội chúng. Rồi sau khi khép cửa lại, Đức Mục Kiền Liên đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, hội chúng đã được trong sạch. Đức Thế Tôn ngày tán thán khen ngợi Đức Mục Kiền Liên xong, ngài mới trả lời rằng: này chưa tỳ khưu, cái sự kiện mà Đức Như Lai tụng giới bổn ở trong hội chúng không được trong sạch, điều này không thể có. Sự kiện này sẽ không thể xảy ra. Vậy kể từ nào, hôm nay trở đi, Như Lai sẽ không tụng giới bổn nữa. Tức là Như Lai sẽ không tụng Ô Qua Đá Ba Tiên Mốt Khá nữa. Mà việc tụng ô cái tụng giới bổn này là do các tỳ khưu thực hiện. Rồi từ đó trở đi thì Đức Thế Tôn chúng ta không có tụng Ô Qua Đá Ba Tiên Mốt Khá nữa. Và phần còn lại là của chư tỳ khưu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu so sánh cái bản kinh đó, đó là điều này nằm trong kinh Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi, bài kinh là ngày trai giới. Mà khi đó thì Đức Thế Tôn ngài ngự ở tại chùa Đông Phương. Mà chúng ta biết rằng cái chùa Đông Phương là do bà Visakha mà xây dựng ra. Cho nên bà Visakha mà xây dựng chùa Đông Phương thì chùa Đông Phương không thể nào có trước hay là có vào hạ thứ 15 được. Có thể là tối thiểu gì cũng phải. Tức là chúng ta chưa biết chính xác được là cái thời điểm mà cái chùa Đông Phương được xây dựng để mà dân tới chưa chưa tăng. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào là xuất hiện vào hạ thứ 15 được. Bởi khi đó bà mới khoảng 22 tuổi. Chúng ta biết là bà Visakha chứng đắc đạo quả lúc 7 tuổi, đó vào mùa hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn. Nếu hạ thứ 15 thì bà mới 22 tuổi. Ở cho nên cái Đông Phương Tự á, lúc đó thì Đức Thế Tôn ngài mới độ khoảng có 50. Mà Đông Phương Tự thì có thể vào khoảng 60 mới, hoặc 60 mấy thì mới có xây dựng. Cho nên chúng ta chắc chắn rằng là không thể nào Đông Phương Tự có thể xây dựng vào hạ thứ 15 được, mà phải sau này. Tuy rằng chúng ta không biết chắc chắn rằng vào hạ thứ mấy. Cho nên nó có những cái điều mà chúng ta phải suy ngẫm. Cho nên chúng ta trình bày quý vị, tức là có hai cái loại lời chỉ giáo giải thoát của chính chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, tức là ba câu kệ ngôn 183, 184, 185 ở trong kinh Pháp Cú. Đây là lời huấn từ giải thoát chư Phật nào cũng phải có.
Rồi cái lời chỉ giáo tóm tắt, giờ lời chỉ giáo giải thoát thứ hai, đó là chính là cái học giới mà vị chánh năng giác đã chế định cho chư tỳ kheo. Chính cái học giới này cũng là ô qua đá ba tí móc khác, tức là hướng tới sự giải thoát. Nhưng mà chỉ có trong những thời của giáo pháp của những vị chánh năng giác mà có ban hành học giới cho chư tỳ kheo mà thôi. À, cho nên đó là hai cái huấn từ giải thoát, và bất kỳ một huấn từ giải thoát nào đều cũng có khả năng dẫn cho người thực hành, đó là hướng dẫn chư tỳ kheo chứng đắc được đạo quả. Như Đức Phật ngài dạy, bản đọc tụng 150 học giới với đầy đủ giới, một phần định một phần tuệ thì có thể chứng được đạo quả Nhất Lai hay Dự Lưu. Nó ra toàn đủ giới, toàn đủ định để có thể chứng được quả Bất Lai vân vân. Và thú vị, thời giảng chúng tôi vừa trình bày quý vị là hai cái huấn từ giải thoát. Như vậy ba cái câu kệ ngôn 83, 183, 184, 185 đó là có chung cho chư Phật. Và cái giới bổn là chỉ có cho những giáo pha thời giáo pháp nào mà có cho chế định học giới cho chư tỳ kheo. Cho dù rằng đó là sự chế định của Đức Phật, nhưng nếu thực hành theo thì vẫn có khả năng dẫn tới giải thoát. Và người Phật tử chúng ta cũng nương theo cái ngày tốt đẹp này, và mình tự tạo cho mình một cái hải đảo, và nhớ rằng đừng bao giờ lưu ý tới bất thiện pháp nhiều, mà tâm hướng về thiện pháp. Trước khi dứt thời pháp thoại này, cúng bái phát sanh lên xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được pháp thể kinh an. Ở phút báo phát sanh lên xin đem tới sự thân tâm thường an lạc cho quý sư cô, và phút báo phát sanh lên đem tới sự thuận may trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, đem tới sự thuận may và đặc biệt là tấn hóa trong một pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, trong mỗi ngày quan hỷ tội dụng và gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được tất kỳ mọi sở nguyện, nhất là chứng đạt thánh quả đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sằng Thầy Giác.